Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập đó lớp 1 tập 1 sắc chân trời sáng tạo. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài là bài số 7. Bài số 7. Trang 34. Số 7 thì chúng ta tập viết con số 7 ha. 7. Rồi, chúng ta viết lại một từ bảy. 1 2 3 4 5 6 7. Bài số 2. Làm theo mẫu, chúng ta đếm 3 con thì chúng ta vẽ 3 dấu chấm và chúng ta viết số 3. Được không? Rồi, cái này bao nhiêu con cá heo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con cá heo. Thì chúng ta vẽ 6 cái chấm. 1 chấm này, 2 chấm này, 3 chấm này, 4 chấm này, 5 chấm này, 6 chấm. Thì chúng ta viết số 6. Được rồi. Này có 2 con cá heo, 2 chấm. Ta viết số 2. Rồi. Cái này có bao nhiêu con cá heo đây? 1 2 3 4 5. 5 cá heo. 1 chấm. 2 chấm. 3 chấm tròn. 4 và 5. Ta viết số 5. Rồi, dưới này là có bao nhiêu? Có một con cá heo. Ghi số 1. Này bao nhiêu cá heo đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ta ghi 7 chấm ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ghi số 7. Bài này mình có mấy con heo? 4 con. 1 2 3 4. Ghi số 4. Qua trang tiếp theo. Rồi, chúng ta điền cái số vô những con ốc này. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Cái này chúng ta đi ngược lại. Số 7, số 6, số 5, số 4, số 3, số 2, số 1. Bài số 4. Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Rồi, ta có số 5, số 7, số 2 và số 6. Chúng ta viết từ bé đến lớn là số 2 là số bé nhất. Được không? Số 5, số 6 và cuối cùng là số 7. Câu B, từ lớn đến bé có số 3, số 7, số 1, số 7 và số 4. À, từ lớn nhất là số 7. Số 4, số 3 và số 1. Rồi, chúng ta sắp xếp mấy con số này lại. Bài số 5. Làm theo mẫu. Người ta có 7 bằng 6 gộp 1. 7 gồm 6 và 1.
Thì trong này là người ta đã khoanh là 6 con ốc và một con ốc này. Câu A 7 gồm 5 và 2, chúng ta đi tìm 5 con ốc và chúng ta khoanh. Rồi, nè. Năm hai bảy bốn và ba để chúng ta khoanh bốn và chúng ta bốn ba khoanh sao cũng được, miễn sao có đủ bốn con và ba con vậy thôi được, chứ không nhất thiết phải khoanh như thế này. Bài số 6 tiếp theo. Khoanh vào các nhóm hai số tạo thành 7. Cứ hai số để tạo thành 7. Như người ta đã khoanh cho mình là gì đây? Con số 4, con số 3, số 6 và số 1, được không? Với bài tiếp theo, chúng ta sẽ lấy con 1 và con 6. Nè, 1 và con 6 thì chúng ta cũng có được một cái là 7. 2 và 5. 2 và 5. 4 và 3. 4 và 3 là 7. Rồi. Ngoài ra thì chúng ta còn cái gì nữa không? 1 6 6 1. 4 3 và 3 4. Rồi. 2 5 và 5 2. Đây. Được. Rồi gì nữa? Còn cái nào nữa không? Rồi, hết. Con 3 với con 4 này vô một cái nữa nè. Được. 3 với 4 này vô một cái nữa nè. Nhưng mà bị lửa giữa đây rồi, chúng ta khoanh không được. Được không? Rồi con 3 con 4 này vô một cái nữa ha. Đây này con 3 con 4 này. Khoanh vô à, nhưng mà nó bị vướng chỗ này rồi. Khoanh đây luôn. Rồi còn lại con 1 và con 5. Đứng chưa vừa. Bài số 7. Bài số 7 người ta yêu cầu gì đây? Chúng ta đếm và chúng ta ghi. Rồi bao nhiêu con bướm chúng ta đếm. 1 2 3 4 con bướm. 4 con bướm. Rồi. Trong này. Tiếp theo. Bao nhiêu con sóc? Rồi, bao nhiêu con sóc đây? Rồi chúng ta đếm cái con này coi. Một con. Dưới này hai con nữa là ba. Nha, ba. Vậy chúng ta sẽ đếm được 3 con. Rồi, bao nhiêu con chim? Con chim thì dưới này thầy thấy là 1, 2 con. 2 con. Được không? 2 con. Bao nhiêu con nai? 1 con nai. Có một con này à, được không? Một con này. Bao nhiêu con thỏ?
1, 2. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6 con thỏ. 6 con thỏ. Rồi bao nhiêu cái giống này con người vậy? Nha. Con người. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Này có phải giống không này? Cái này giống như nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Này thuộc vô là nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn nha. Rồi còn câu này. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi 5, 1, đếm lại coi. 1, 2, 3, 4, 5. Thì 5. Nha, 5. Câu B. Nối theo tranh có 3 con bướm thêm 1 con bướm, có tất cả là 4 con bướm. Được không? Rồi. Thì tương tự có 3 con, có 2 con chim. Đó. Có 1 con chim. Thêm một con chim nữa là hai con chim. Rồi cái này thì nói gì đây? Có trong này là có mấy chú lùn đây, bảy chú lùn thì có 5 chú lùn và thêm hai chú lùn nữa thì có tất cả là 7 chú lùn nha. Tương tự như những cái kia. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.